Wow. Đừng xả rác nữa. Wow, đó là gì? Vé vàng của trường nội trú. Mình đến đây. Chào, bạn đây rồi. Và vali của mình. Cái này cho bạn. Chào, mình là người mới. Cô nàng đến từ đâu vậy? Chào mừng đến với trường học cho người giàu. Mình sắp thành triệu phú rồi. Em là ai? Và làm thế nào em vào được trường này? Em có vé vàng. Thầy hiểu rồi. Đi lối này. Đây là tiền thuê tủ khóa. Tiền mặt. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Tủ đồ của em đâu? Tiền mặt hay séc? Đây là tất cả em có. Thầy hiểu rồi. Tủ này là của em. Bụi quá à. Sao cũng được. Là bộ xương. Trò đùa ngốc. Đây. Phòng chúng mình trông khá đẹp đó nha. Giường này là của mình. Mình sẽ ngủ ở đây. Và mình ở trên đây. Nhưng mình sẽ ngủ ở đâu chứ? Trong hộp. Elliot, sao bạn lại ở đây? Đây là phòng ngủ của con gái mà. Cô nàng mới đâu rồi? Trong hộp ạ. Em đang đùa thầy đấy à? Giường của em ở đằng này. Giường của riêng mình. Đây là Elliot. Anh chàng là người dễ thương nhất ở trường. Mình phải trông thật tuyệt. Đã giải quyết được vấn đề đó. Hãy gửi lời chào đến bố mẹ bạn nha. Elliot, chào. Trông mình có đẹp không? Yeah, tuyệt vời. Mình cũng có thể trang điểm một ít. Dâu tây. Tất nhiên rồi. Mình có thể biến nó thành son môi và má hồng. Xem cô nàng đi. Trông thật điên rồ. Mình đã đi quá đà. Trả dâu tây lại cho bếp đi. Xin lỗi. Chiếc váy mới tuyệt vời của mình. Đã đến lúc thay trang phục rồi. Trang phục này đã lỗi thời. Yeah. Vì không ai cần nó thì mình sẽ lấy nó. Đúng vậy, là như vậy đó. Ôi trời, hết pin rồi. Mình cần điện thoại mới. Chúng mình nói tới đâu rồi ta? Yeah, cái này sẽ có ích đây. Cái túi này hay cái này? Không, cái nào. Sao bạn lại ném ra món đồ đẹp? Giảm giá, phiên bản giới hạn. Nhanh lên. Wow, đó là thành công lớn. Giờ học hóa bắt đầu. Và các em đã không chuẩn bị trước. Giờ chúng mình có thể bắt đầu thử nghiệm. Trộn hai hóa chất với nhau. Và chúng mình nhận được tiền. Wow. Còn chờ gì nữa? Làm đi. Wow. Mình nghĩ chúng mình đã hiểu. Hãy giao cho chúng mình. Tại sao mình phải làm việc với Connie nghèo? Ai đang trộn? Điều quan trọng là làm mọi thứ theo đúng trình tự. Không, bạn làm sai rồi. Bạn mới là người làm sai đó. Nó hoạt động. Đưa nó cho mình. Chúng mình đã thành công.
bạn thật tuyệt. Đó là bìa cứng và tất cả là lỗi của bạn. Tốt lắm. Mình nên mua xe nào tiếp theo đây? Mình muốn có mi dày hơn và dài hơn nữa. Mình sẽ đắp mặt nạ dưa chuột. Chăm sóc da là cần thiết. Hả? Mình có cà phê tẩy da chết. Chúng mình sẽ được sáng tối nay. Kiểu tóc của mình cũng khá đẹp đấy chứ. Đặt bút chì của thầy trở lại vị trí cũ đi, ngay bây giờ. Nếu thầy cần chúng đến vậy thì cầm đi. Chiếc váy hoàn toàn mới, mình đã đặt nó. Trang phục đẹp. Đừng chạm vào. Elliot, chào. Cảm ơn vì các bông hoa. Honey, nó dành cho bạn. Bạn thật tốt bụng mà. Mình muốn rủ bạn đến nhà hàng tốt nhất thị trấn. Điều này không thể xảy ra được. Chờ chút nha, mình đi thay đồ. Mình nên mặc gì đây ta? Đây là ý tưởng nè. Chiếc khăn trải bàn này sẽ tạo thành chiếc váy xanh điệu. Mình đã sẵn sàng. Bạn trông thật tuyệt vời. Cảm ơn nha. Đi thôi. Sao có thể? Bạn nghĩ sao về phụ kiện mới của mình nè? Đó là vàng rồng. Yeah, thật ấn tượng à nha. Mình có ý tưởng này. Bạn có thích phụ kiện của mình không? Xanh điệu phải không nè? Thật nhạy bén. Nào Elliot, đừng ăn cắp đồ ăn nữa. Mình phát ngán điều này. Mình sẽ biến tủ lộn xộn này thành tủ đẹp nhất ở trường. Dọn sạch tất cả bụi và mạng nhện. Phủ lông lên. Và dán sticker tuyệt đẹp lên trên cửa. Tiền dưới chân của mình sẽ trông rất đẹp trên bức tường bên cạnh. Mình thích nó. Mình muốn mua tủ đồ này. Không, mình sẽ trả bất cứ thứ gì. Không quan tâm. Hả? Âm thanh này thật buồn cười mà. Cô nàng bị gì vậy ta? Làm Thu Ngân à? Không. Có vẻ như cô nàng đang gặp ác mộng. Thật tội nghiệp. Bạn giàu mà, ngủ yên đi. Tiền. Thật tuyệt vời. Kết quả bài kiểm tra, các cô nàng rất tệ. Honey, xuất sắc. Chúc mừng em. Cảm ơn. Elliot, lại ép nữa. Bố mẹ mình sẽ rất tức giận. Điểm ép. Sao bạn lại buồn? Ồ không, mẹ biết rồi. Mình xong đời rồi. Elliot, mình sẽ giúp cho bạn. Mình có thể giải thích bất kỳ thứ gì bạn nghĩ là nó khó. Homer là nhà thơ Hy Lạp cổ đại và là tác giả của Iliad huyền thoại. 100 cộng 100 cộng thêm 100 là 300. Mình hiểu rồi. Aurum là kim loại quý. Hiểu rồi. Elliot, hôm nay em đã làm tốt hơn nhiều đó. Tốt lắm luôn. Mình nợ bạn Connie. Vậy được rồi. Cuối cùng cũng đến lúc. Hôm nay học sinh chúng mình sẽ nhận được bằng tốt nghiệp. Elliot, chúc mừng em nha. Honey, thầy tự hào về em. Nhưng các em không có cơ hội. Cái gì? Tại sao vậy?
một hình ảnh đáng nhớ. Elliot, bạn yêu, hãy mua máy bay phản lực thứ hai, không phải du thuyền thứ ba. Nhìn cái túi đó.